Angie xin kính chào tất cả anh chị và các bạn. Anh chị ơi, hãy vào đây nghe Angie bình luận một cái chi tiết rất là đặc biệt, rất là đặc biệt về sư Thích Tâm Phúc. Mọi người ơi, sử dụng con dấu giả làm bằng giả kịch khung, sử dụng con dấu thật làm bằng giả hạ cánh an toàn. Tại sao người sử dụng con dấu thiệt làm bằng giả thì lại không bị gì, mà sử dụng con dấu giả làm bằng giả tự treo trong căn nhà của mình thôi, kịch khung. Mời tất cả các anh chị và các bạn vào nghe bà Tám Kali phân tích bao cười, bao vui và bao động lòng, bao đau lòng, bao nước mắt và bao hận, bao thù trong cái clip này. Mời tất cả các anh chị và các bạn cùng theo dõi. Ngân hàng của Angie nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau, có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy khai thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình. Nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà thì ngân hàng của Angie chỉ cần các em có 1 tháng có công ăn việc làm là có thể mua được nhà rồi. Nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan, refinance mua nhà hoặc bán nhà, hãy gọi cho Angie ở số 626-236-2462, 626-236-2462. Mọi người ơi, hãy xem lại cái cảnh này. Cái cảnh sư Tâm Phúc nhìn mẹ mình mà khóc nghẹn luôn. Còn bà thì nhìn con mình mà không nói nên lời, khóc nức nở nghẹn ngào. Mọi người thấy như thế nào? Quá là đau lòng phải không các anh chị? Ai là người gây ra cái cảnh này đây? Nhìn thấy những hình ảnh đó, các anh chị có đau lòng không? Nhìn người mẹ già nua, còm cõi, suốt bao nhiêu tháng trời không gặp lại con mình, ngày hôm nay nhìn thấy không được lại gần, không được ôm, không được hỏi thăm con mình một tiếng nào hết. Mẹ thì ngồi bên đây khóc, con thì ngồi bên kia khóc. Nhìn cái cảnh đó có đau lòng không các anh chị? Cái tội của Thích Tâm Phúc có xứng đáng bị 8 năm tù hay là không? Chứng tỏ là cá lớn ăn hiếp cá bé, tu hành mà còn độc ác đến như vậy, còn đẩy nhau vào tù khủng khiếp đến như vậy. Các anh chị nghĩ sao về những con người tu hành đấu đá nhau, ăn không được thì đá cho hôi, giống như ở bên Việt Nam như thế này? Ông Thích Nhật Từ, ông chửi ông Thích Trúc Thái Minh là sao? Là ăn cờ, liếm cờ, bú cờ, đủ thứ cho đạp cờ, ỷ lên đầu, ỷ lên cổ Phật, ỷ lên năng tư gì, ỷ lên Phật tử, ỷ lên đầu ông Phật gì. Có phải là một cái người tu hành mà giành giật mà đấu đá nhau đến như vậy không các anh chị? Ngày hôm nay ổng đã đẩy biết bao nhiêu người trong thiền am ủ tờ, bây giờ ngày hôm nay ổng lại đẩy sư Tâm Phúc ủ tờ. Lý do tại sao? Tại vì sư Tâm Phúc động tới ổng quá nhiều, cho nên sao gài cài cắm người vào để dụ dỗ sư Tâm Phúc để nhận cái kèo đó. Tại sao biết bao nhiêu người ở ngoài không đi mượn, không đi nhờ, mà người ta đi lại nhờ một cái người thầy tu? Cái thằng thầy tu thì nó làm được cái giống quần què gì mà đi nhờ nó làm chia thửa đất? Mọi người nghĩ coi, có phải là cài cắm, có phải là dụ dỗ hay không? Sư Thích Tâm Phúc á thì sao? Nghèo khó, đâu có được cúng dường, cho nên á ổng mới nhận cái kèo đó. Ổng khai như thế này nè mọi người, ổng không có làm giả, ổng nhận cái kèo đó để ổng đưa cho người ta làm, và ổng ăn cái tiền quê hồng mà thôi. Ổng nhận đó, ổng nghĩ đó là cái kèo thơm, rồi đó là ổng đưa cho người ta làm, rồi ổng lấy vài chục triệu vậy thôi, rồi người ta lấy vài trăm triệu, ổng chỉ có lấy vài chục triệu đó. Nhưng mà chính ổng mới không ngờ là cái người làm giấy tờ đó mới là cái người làm giả. Ông khai ra vậy mà người ta vẫn không bắt cái người đó.
người ta vẫn không bắt cái người làm giả đó. Tại cái người làm giả đó làm sao? Có tay, có chân, có vị trí, có ô dù. Cho nên cái người làm giả đó không bị bắt. Tất cả những cái tội đổ dồn lên đầu của sư Tâm Phúc. Mà tôi hỏi mọi người nghe nè, ông Nguyễn Phú Trọng, ông nói, chính miệng ông nói, nếu như các anh, các chị nào đã ăn chặn, đã hút máu dân, nếu như bây giờ khai ra, tự đầu thú, trả lại cái số tiền mình đang ăn chậm thì tôi cho nhang về hạ cánh an toàn, không phải lúc nào cũng phạt nặng là tốt. Cho nên đó là tôi, ai mà đầu thú trả lại tiền tôi cho về hạ cánh an toàn. Thích Tâm Phúc làm sao? Thành khẩn khai báo đã trả lại hết tiền. Vậy còn khai thêm cái người mà làm giấy tờ giả đó cho ổng, ổng không làm giấy tờ giả nha mọi người. Ổng biết ổng không có khả năng làm, nhưng mà cái thằng lùn đó đó, nó cài người, nó mang tới, nó kêu ổng lấy cái điêu đó, rồi chính người của nó chỉ dẫn ổng mang tới cái chỗ nào đó để cho người ta làm. Ổng tham, lòng tham còn nhiều, tu chưa có tới, cho nên nó ổng nghĩ đó là kẹo thơm. Ổng nhận để ổng lấy chừng vài chục triệu thôi, còn cái phần còn lại là ổng sẽ trả cho cái người mà thằng lùn nó chỉ đó, cái phe phái của thằng lùn đó, nó cài người vô nó chỉ để ổng mang cái đó tới để cho cái thằng đó nó làm. Nhưng cái thằng đó là cái thằng của nó, và cái thằng đó là cái thằng làm giả. Bây giờ ông Thích Tâm Phúc ông cũng không biết là cái thằng đó là cái thằng nào đang ở đâu, và khai ra thì cũng chẳng có ai bắt bớ, tại vì người của phe nó. Cho nên bây giờ tất cả đều đổ lên đầu của sư Thích Tâm Phúc. Một người đã chấp nhận trả lại hết cái số tiền mà thiệt hại rồi, còn thêm thành khẩn khai báo vậy đó, mà ổng không phải là người trực tiếp làm giấy tờ giả. Như vậy thì chỉ có cần án treo hoặc là 1 năm 2 năm là đủ. Đằng này 4 năm 6 tháng tù. Các anh chị nghĩ sao về cái điều đó? Còn thêm một cái nữa mọi người, cái này mới là cái đáng khinh bỉ nhất của những gì mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Đây là gì? Báo chí nói sư Thích Tâm Phúc đã dùng con dấu giả để làm cái bằng giả, 3 năm 6 tháng tù. Còn mấy cái thằng chó mà nó sử dụng cái con dấu thật và nó làm bằng giả cho hàng ngàn người, hàng triệu người bên Việt Nam thì hoàn toàn không bị bất cứ một cái tội nào. Tại vì sao? Tại vì người ta sử dụng cái con dấu thật để người ta làm bằng giả. Người ta có tay, có chân, có ô dù, có giò cẩm, cho nên nó là đâu có bị. Bây giờ mọi người nghĩ coi bên Việt Nam bao nhiêu cái bằng giả trong 1 năm từ những con dấu thật. Trong khi ông Thích Tâm Phúc ổng sử dụng con dấu giả để ổng làm cái bằng giả, nhưng cái bằng giả đó ổng chỉ làm cho chính ổng. Cái con dấu ổng làm bằng cái củ khoai lang, ổng khắc cũng không ra cái tên họ gì, không ra một cái gì của ai hết, không ra một cái gì hết, chỉ có màu màu coi đẹp vậy thôi. Ủa, ổng làm cái bằng giả đó ổng tự treo trong nhà của ổng, chứ ổng không có làm cái bằng giả đó và sử dụng cái bằng giả đó để ổng đi gạt gẫm một ai. Ổng chưa sử dụng cái bằng giả đó để ổng giao dịch với bất cứ một ai. Thì tôi hỏi mọi người cái nè, tôi có quyền làm 100 cái bằng giả tôi treo ở trong nhà tôi lấy le đó, tôi đố thằng chó nào dám bắt tôi. Tôi chưa có lấy cái bằng giả đó để tôi làm bất cứ cái giao dịch nào. Nhưng mà họ biết là cái chuyện mà ổng lợi dụng người ta để mà ổng làm mấy cái thửa đất đó chưa có đủ, chưa có đủ cái nư của cái thằng lùng. Cho nên đó là nó kèo luôn, nó xét nhà và nó lấy mấy cái bằng giả của ổng, và nó kèo luôn cái chuyện đó là làm giấy tờ giả, có mộc giả để làm cái bằng giả đó, để nó phạt ổng thêm 3 năm 6 tháng tù nữa. Tại sao cái thằng lấy con mộc thiệt, lấy con dấu thật làm bằng giả thì không bị phạt tù, mà cái thằng lấy con dấu giả làm cái bằng giả mà cái bằng giả đó không ảnh hưởng tới ai
cái bằng giả đó chỉ treo ở trên cái bức tường của nhà mình, chưa sử dụng cái bằng giả đó để đi làm bất cứ cái gì, thì tại sao lại phạt ổng tới 3 năm 6 tháng tù? Tôi nghĩ đó là phải cần rất nhiều tiền để mướn thêm những người luật sư giỏi để kháng cáo cho ông Nguyễn Xuân, cho ông Thích Tâm Phúc. 8 năm tù là quá nặng, cái này là cá lớn ăn cá bé, cái này đó là cái bọn nó đó là tu hành nhưng mà quá là độc ác, muốn xô sư Thích Tâm Phúc vào trong đó vĩnh viễn để nó làm chi, để nó gạt đi cái gai trong mắt của nó. Mọi người người nghe cái đoạn này là thấy nó hậm hực như thế nào, nghe đi. Cậu này đó không phải là tu sĩ, chưa từng xuất gia chính thức, chưa từng thọ giới, tự đắp y thôi. Thì lúc còn là cư sĩ đó thì cậu này đó tu học với thượng tọa chân tín ở chùa Hoằng Pháp, chưa được duyệt xét xuất gia là cậu này đã bỏ đi rồi. Sau đó quay trở về để xin nhập chúng với chùa Hoằng Pháp, thượng tọa chân tín không cho, rồi đi lang thang từ đó đến giờ. Bây giờ thì cậu ấy thì ở ngay nhà của mình thuộc vào huyện Củ Chi, trong nhà thì bài biện rất nhiều các tượng Phật, tự xưng là chùa. À, cho mình là tu sĩ và có những phát ngôn gây sốc phù hợp với thuần phong mỹ thuật của Phật giáo, không phù hợp với văn hóa. Đó, mọi người thấy chưa? Nó hậm hực đến như vậy. Thì tôi hỏi mọi người coi, nó có phải đó là nó muốn đưa sư Thích Tâm Phúc vào trong tù vĩnh viễn hay là không? Chứ cái tội này, cái tội đầu tiên là cái tội đó là lừa gạt người ta đó. Cái tội đó đó đã khắc phục hậu quả, đã thành khẩn khai báo, cái tội đó chỉ có thể ở án treo hoặc là 1 năm hoặc là cao lắm 2 năm tù, tại vì ổng không phải là người trực tiếp làm mà ổng nhận cái trường hợp đó để ổng đưa cho người khác làm. Nhưng mà bây giờ cái người khác là thuộc nhóm băng của cái bọn lùng đó, cho nên nó là không ai bắt cái nhóm đó hết. Cái người mà làm giả thật sự giả đó không bắt, ổng chỉ là thằng cò mồi thôi, lấy công làm lời thôi, thì lại bị 4 năm 6 tháng tù. Còn tôi cực lực phản đối cái chuyện mà ổng làm cái bằng giả, bằng con dấu giả. Cái đó ổng có quyền, ổng làm cái bằng giả đó và ổng treo trong nhà của ổng, ổng không ảnh hưởng tới ai, ổng chưa sử dụng cái bằng đó để đi làm bất cứ một cái giao dịch nào, thì tại làm sao mà mình lại bắt ổng và ép ổng vào cái tội là sử dụng con dấu giả, làm giấy tờ giả để bắt ổng 3 năm 6 tháng tù nữa. Mọi người thấy không? Có nghĩa là 4 năm 6 tháng tù nó thấy còn quá ít, cho nên nó xét nhà và nó làm luôn cả một cái vụ bằng giả đó. Chứ thực ra cái vụ bằng giả đó nó không có dính líu gì hết. Mọi người thấy không? Cái vụ bằng giả nó không dính líu gì một ai hết, tại vì ổng chưa bao giờ sử dụng cái bằng giả đó để ổng giao dịch bất cứ cái gì, ổng chỉ làm và ổng treo lên trên cái nhà của ổng thôi, ổng khoe khoang chơi vậy thôi chứ ổng không có làm gì hết. Tôi hỏi mọi người nè, bao nhiêu thằng nhan nhản đây, cái thằng Rolex đang có cái bằng giả, cái thằng thích đủ thứ cũng có rất nhiều cái bằng giả. Tôi hỏi mọi người nè, bao nhiêu trăm thằng, bao nhiêu ngàn thằng nó ăn hạt trăm tỷ đồng mà nó không bị bất cứ một cái gì? Cái vụ của bà Trương Mỹ Lan ăn bao nhiêu, bao nhiêu trăm ngàn tỷ? Cái vụ của ông Trịnh Văn Quyết bao nhiêu trăm ngàn tỷ? Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì đem tiền vô trả lại là được khoan hồng. Những cái thằng tay to mặt lớn nó ăn cỡ đó, nó trả tiền lại cái là được khoan hồng. Ông Thích Tâm Phúc cũng đã trả lại 100% rồi mà sao không khoan hồng ổng vậy? Ổng chưa, nhân thân chưa có bị là tù tội bao giờ, và còn thêm có mẹ già sống một mình neo đơn vậy đó, mà cái mức án người ta nói là từ 3 tới 7 năm, họ cho vượt khung luôn 8 năm. Mọi người thấy không? 3 tới 7 năm vượt khung luôn 8 năm. Đó. Còn trong khi đó đó, những cái thằng kia đó nó ăn coi như là hàng trăm tỷ không, không bị gì hết. Tại sao ông Võ Văn Thưởng bị cho xuống
không còn làm chủ tịch nước nữa. Lý do tại sao? Nếu như ổng tốt đẹp thì ổng đâu có bị cho xuống. Vậy ổng xấu xa bị ổi như thế nào mới bị cho xuống? Ông Nguyễn, cái người gì Nguyễn Phúc gì đó quên rồi, ông Phúc á, tại sao ông lại bị cho xuống chủ tịch nước? Trong vòng có một năm hai thằng chủ tịch nước rơi đài, mà tại sao không ai dám đụng tới hai cái ông đó? Tại sao? Nếu như hai ông đó tốt đẹp thì đâu có bị cho xuống, đúng không? Phải xấu xa, phải làm một cái gì đó mới bị cho xuống, hạ cánh an toàn. Những thằng đó đâu có bị. Còn ông Thích Tâm Phúc, cá bé. Tôi hỏi mọi người coi, sử dụng con dấu thật làm bằng giả thì không bị bắt, sử dụng con dấu giả làm bằng giả treo trên tường để chơi thôi lại bị bắt 3 năm 6 tháng tù. Tôi hỏi mọi người coi, nếu như tôi làm 10 cái bằng giả, 100 cái bằng giả tôi treo ở nhà tôi, nhà bà Tám Kali nè, tôi đố mọi người, đố ai dám bắt đó. Tôi treo lên rồi tôi quay phim, rồi tôi chụp ảnh, rồi tôi la làng, rồi tôi khoe khoang từ sáng tới chiều luôn. Đố thằng nào tới dám bắt tôi đó. Đó là một đất nước tự do. Một đất nước nếu như mình không làm gì ảnh hưởng tới người khác, không ai bắt mình hết. Tôi bây giờ tôi có thể làm bất cứ cái bằng giả nào, tôi có thể làm bất cứ giấy tờ giả nào, tôi để tôi chơi vậy thôi, tôi không có làm ảnh hưởng tới ai hết thì tôi cũng không bị gì. Ông Thích Tâm Phúc, ổng đâu có làm gì ảnh hưởng tới ai, thế mà tại sao ổng lại bị? Tôi hỏi mọi người nha, ông Jimmy Quỳnh nè, cái ông mà nói về bà Nguyễn Phương Hằng đó, ổng gian lận nha, ổng gạt gẫm người ta, ổng lấy xe của người ta, ổng đi cho cầm cố cho thuê, cuối cùng thì sao? Ổng khắc phục hậu quả. Bây giờ cái trường hợp của ổng sao? Chìm xuồng luôn. Tại sao? Tại vì ổng có tay có chân, có ô có dù. Tại sao cái trường hợp của ổng lại chìm xuồng luôn? Ổng tới giờ không ai xử chứ, không ai bắt ổng luôn. Mọi người thấy làm sao? Trong khi đó, ông Thích Tâm Phúc nghèo nàn khốn khổ, mà lại là trong tầm ngắm của cái bọn đó, cái bọn tu giả đó. Cho nên ổng phải đi kịch khung, mà còn gọi là lố khung. Mọi người thấy không? Lố khung nữa chứ không phải là kịch khung. Người ta cho 3 tới 7 năm, nó cho 8 năm luôn. Đó. Cái việc mà bắt ổng chia đôi cái thửa đất đó, ổng không làm. Ổng nhận cái kèo đó và ổng đưa cho người khác làm. Người khác là ai? Người khác là trong băng nhóm của cái thằng lùng, nó kéo tới, nó dụ dỗ ổng, nó đem người tới để nó kèo, để nó đưa cho cái kèo thơm cho ổng. Ổng có lòng tham, rồi bắt đầu nó dẫn ổng đi tới cái chỗ để mà làm cái đó. Cái chỗ nó làm cái đó cũng là trong băng nhóm của nó. Cuối cùng rồi băng nhóm của nó mới là người làm giả, chứ không phải là Thích Tâm Phúc làm giả. Thích Tâm Phúc chỉ nhận đèo thôi, mà 3, 4, 5, 6 tháng tù. Còn cái thằng thực sự làm giả đó thì lại không có bị tháng tù nào. Mọi người thấy chưa? Rồi những thằng tay to mặt lớn sử dụng cái con dấu thiệt để làm bằng giả thì không bị ở tù, còn sử dụng cái con dấu giả làm bằng giả thì 3 năm 6 tháng tù nữa. Mà trong khi cái bằng giả đó là mình tự làm cho chính bản thân mình, mà mình tự treo trên tường thôi, 3 năm 6 tháng tù. Rồi tôi hỏi mọi người cái này, cái hình của sư Thích Tâm Phúc chụp hình ở trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tôi hỏi mọi người coi, ổng có thể mướn bộ đồ, ok, ổng có thể chụp hình ở ngoài chỗ nào đó, ok, thế tại sao cái trường đại học lại cho phép một người không phải là sinh viên, không có phận sự gì mà chụp ngay chân ở trên cái bục vinh danh? Mọi người nhìn đi, đó, mọi người có thấy không? Ổng đứng ở chân cái bục vinh danh của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy trường đại học luật này cũng giỏi dữ ha. Ai vô đó cũng được hết trơn. Ai mướn quần áo, ai chụp hình cũng được hết. Như kỳ vậy. Làm ăn gì mà không có trách nhiệm vậy? Chỉ có những người tốt nghiệp thực sự thì mới được đứng trên cái bục đó. Còn những người bình thường thì không được phép vào khu vực đó.
Đằng này ai cũng mướn đồ cái là lên chụp. Ông có thể mướn đồ ông chụp chỗ khác, ok. Nhưng ông không thể nào đứng ngay chân cái bục này ông chụp. Nhưng mà mọi người thấy ông đứng ngay chân cái bục này ông chụp. Mọi người thấy không? Đó. Đâu có phải là đơn giản. Mọi người ơi, nói thẳng một điều là chúng ta cần phải có luật sư và kháng cáo cho Sư Thích Tâm Phúc. Cái tội mà lấy nhận kèo đưa cho người khác làm, chứ không phải là ổng là người làm giả. Nhưng mà cái người khác đó mới là người làm giả, chứ không phải ổng là người làm giả. Cái tội đó mà đã khắc phục hậu quả, đã thành khẩn khai báo, thì tù treo hoặc là 1 năm, 2 năm là cùng, chứ không thể nào 6, 4 năm, 6 tháng. Còn cái tội làm cái bằng giả đó, ổng làm cho chính bản thân ổng, ổng chơi thôi. Cái bạc, cái con dấu đó bằng củ khoai lang, nó không có tên họ hay là một cái cơ quan chức năng nào hết, thì sao? Thì không được nha, không được phép mà bắt tội ông tới 3 năm 6 tháng tù, trong khi ông chưa có sử dụng cái bằng đó để làm bất cứ cái gì bất lợi cho bất cứ ai. Mọi người nghĩ sao về điều này? Share mạnh nha các anh chị, share mạnh. Chúng ta phải lên nói hoài. Chừng nào mà Sư Thích Tâm Phúc mà kháng cáo được thì thôi nha mọi người. Không thể chấp nhận 8 năm tù, người mẹ già neo đơn không biết cái ngày ra tù có còn nhìn thấy mẹ mình nữa hay là không. Một số người nói đáng đời nó, nó tu mà nó ăn thịt chó. Các anh chị ơi, mấy người kia đó là nói ổng ăn thịt chó, rồi ổng cười ổng nói ừ tao ăn thịt chó đó, ổng nói vậy thôi. Chứ ổng đã lên và khẳng định rõ ràng là ổng không bao giờ, ổng chưa bao giờ ăn thịt chó. Mọi người nói ổng ăn thịt chó là không có đúng. Có ai thấy được bằng chứng ổng ngồi ổng ăn thịt chó bao giờ chưa? Còn cái người ăn thịt chó và bán thịt chó là cái người này nè, đó. Tôi hỏi mọi người coi, các anh chị ơi, các anh chị có thấy người ta ăn chưa mà các anh chị dám mở miệng ra nói là người ta ăn thịt chó? Người ta nói vậy thôi, nhưng mà các anh chị có thấy người ta ăn chưa nha? Rồi còn thêm cái nữa là nói là ai biểu tu mà tham chi. Chính xác, ổng tu nhưng lòng ổng còn tham, cái này mình công nhận. Nhưng tại sao? Là tại vì ổng không được người ta cúng dường nhiều giống như mấy cái thằng lùn mà tai to mặt lớn, cho nên ổng nghèo khổ. Thì ổng nghĩ là ổng nhận cái tèo này để ổng đưa cho người ta làm. Ổng nghĩ ổng đưa là ổng đưa thật, cho người ta làm là người ta làm thật. Ổng chỉ là ăn cái tiền quê hồng thôi, cái tiền giống như đó là người đứng giữa thôi, lấy và đưa cho người khác làm thôi. Nhưng mà ổng còn quá là khờ, ổng không biết là cái người tới đưa cho ổng cái kèo đó cũng là người của thằng lùng. Và cái người mà người ta nhận cái kèo của ổng để người ta làm cho ổng nha, cũng là người của thằng lùng. Ổng nhận cái người của thằng lùng bên đây, nó hướng dẫn ổng đi qua bên kia, cho nên ổng nghĩ là ổng làm cái người mà nhận để mà chuyển giao thôi, rồi ổng ăn một ít tiền thôi. Nhưng mà ổng đang rất là khờ khạo, ổng đâu biết là ổng đang sống ở giữa một cái bầy chó sói. Nó lường gạt ổng, nó dụ ổng để nó đưa ổng vào tù mà ổng đâu có biết. Rồi bây giờ đó, kịch khung mà còn tràn khung nữa mọi người, chứ không phải là kịch khung không. Kịch khung có 7 năm, ổng 8 năm. Cái chuyện đó, cái chuyện mà ổng làm cái bằng giả ổng treo trên bức tường đó, không có dính líu tới ai chứ, mà cũng bị 3 năm 6 tháng tù. Cái thằng ăn cắp con gà với lại ăn cắp ổ bánh mì thì bị kịch khung. Còn cái thằng ăn cắp, ăn trên xương máu của dân, hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ, hạ cánh an toàn. Các anh chị thấy đó, khốn nạn như thế là cùng. Khốn nạn như thế là cùng. Các anh chị share clip này nha. Mình phải nói hoài, chừng nào mà Sư Thích Tâm Phúc kháng cáo được rồi thì thôi. Quá là đau lòng các anh chị à. Thật sự quá là đau lòng, không thể nào chấp nhận được.
Ngân hàng của anh chị nhận hồ sơ cho vay tiền mua nhà trên rất nhiều tiểu bang khác nhau. Có rất nhiều chương trình loan không cần chứng minh giấy tờ thuế cho việc mua nhà hoặc là lấy tiền ra từ căn nhà của mình. Nếu như các em vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc là cao đẳng muốn mua căn nhà, thì ngân hàng của anh chị chỉ cần các em có một tháng có công ăn việc làm là có thể mua được nhà rồi. Nếu như anh chị muốn biết thêm chi tiết về việc làm loan, refinance mua nhà hoặc bán nhà, hãy gọi cho anh chị ở số 626 236 2462. 626 236 2462.